chẳng lấy dao lại tới cho bạn á. Dễ gì bạn? Ý, dễ gì? Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Chảo My nữa. Hôm nay anh em của mình sẽ ăn uống một bữa. Nói chung là bữa đâu không ăn chứ không phải là ăn uống một bữa nữa. Wow. Bữa đâu không ăn chứ có cho anh không? Có hôm qua cho anh à. Tại hôm qua nằm dạng người cho anh thôi. Giờ hôm nay cho nằm dạng ở đây. Nó nằm dạng tôi gà dở luôn cái lắm. Mà đổi mình. Nói chứ anh em ơi, anh em ơi quý Chảo á, nhớ ủng hộ cái shop mà refi của Chảo là Chảo Mini nha. Chảo có gắn với phần bình luận hoặc là phần mô tả của Chảo chứ á. Còn bây giờ thì đi vô làm cá đi. Bỏ đây làm gì nữa? Còn bây giờ mày làm đi. Tôi đang phỏng vấn cho anh em. Không có được con, mày giống nội tao quá, mày vô mày làm cho tao coi. Nói chứ giờ anh em ơi, vô làm cái. Con nói ông Yang không chú? Dạ. Thằng Tú tới hồi làm mà không cái nào thấy mặt nó hết á. Thì nói đấy là chuyên gia nói vậy mà. À, anh em coi thấy từ bữa biết bao nhiêu đấy không anh em. Mỗi lần mà làm cái gì là không khi nào mà thấy mặt Tú, nhưng mà đợi làm xong rồi nó mới có mặt không à. Nhớ con nhớ. Đấy thấy không anh em. Tình chứng nè. Nhét lại. Chung là chút xíu là tôi không ăn cho trên, tôi ăn chỉ 4 con, ăn 4 cái trứng và vừa cá cho mấy ổng ăn. Ok không? mày chạy ra mày kia có cái miếu á, mày kêu dọn cái miếu sẵn luôn đây tao gỡ cho cúng luôn. Thế nào giờ con cá bành chi tao cái trứng tí xíu à, làm gì dữ vậy? Ta nội cha mày cá kêu trứng mới là ngon, nhưng mày ăn trứng nó cho mày ăn trên đầu ta rồi. Giống như học dạy chị em phải ăn dùm đỏ rồi dùm trắng ăn làm là chạy tôi chửi hoài chứ. Tao chửi mày thì cái tao sao tao sợ tổn thọ à. Tao phải nói là còn sức thì gái ăn chửi ha. Rồi đem lên. Đây đây anh em ơi. Thôi cho nó săn lần cái nữa là chiên hơi bị ngon luôn. Đây. 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 Ra đã. Tặng chợ mướp. Đúng quá bà, mấy chú chó thì cắn mọi người. Cây đi, cây nhiều như thuốc. Cây bữa ở đâu? Cây bữa ở đâu? Ở nhớ. Ngoài rồi. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nhìn thấy mọi người. Thấy nhìn thấy mọi người. Thấy không? Sao chó nhìn thấy mọi sữa? Sao bẻ? Đây nè, qua đây nè, qua đây nè, đấm xuống. Tắt rồi chứ mở gì nữa, tắt xuống tao mới tắt lửa đó trời. Ngáo gì vậy Mượn? Ngáo gì vậy? Hơi xui, nụ mình câu cái ngáo quá bà nội, ngáo. Mày hỏi đây đó ngáo không? Dạ, tán lên. Tán lên. Tán đi, tán đi. Tán đi, tán cái vòng tay liền, tán đi. Ngon quá. Tán cái vòng tay liền, trời ơi, làm không ngon là. Trời ơi, gì con? Trời ơi, trời trứng nè anh em.
đáng lẽ là ba người bốn con mà nay thằng xa thằng sao mà nó không đi làm lên luôn thẳng sẵn bốn con luôn. Ơi nó vô nó hưởng mày chứ không sai cho hưởng lấy thằng nó mặc ra. Ừ nếu mà nội sao quá đây cơ cơm gia đình trứng quá trứng hình này mà ơi nhìn này trứng nè không lạc lạc ở trên coi là nó trứng à. Họ có ăn trứng nha. Mẹ ăn được chị em ngon không cái mùa dịch này là bỏ đỡ mình chả có kẻ kia mà điện nhập viện đâu. Làm hai chén hả? Chén thôi. Cái gì em đâu? Đây bữa cơm gia đình năm bài. Gần quay về bên sông mong ngồi em. Bỉ làm gì cần nhau vậy em nội? Thật nè. Trời ơi, bỉ. Trời ơi, trời. Mày ha, làm gì ăn dở không? Gỡ vô được nó. Nghỉ ăn luôn. Bán rồi chết à. Đấy, dở này cho dở này. Chết vậy, vậy ăn gì nữa. Đổ chân rồi. Đây. Bà nội nó. Cái này đỡ đi. Cần sang nó chụp lại được mấy cộng vẫn chạy. Tại miếu. Rửa lại gì đâu. Giỡn xíu cho nó vui. Cho nó vui ghéo gì ta. À, ta đặt cái dĩa lên đầu ủng hộ mày bây giờ đó. Rửa lại cái này. Rồi vô. Cái gì đâu. Sang xíu mang sao dạ, dạ, nó tăng cái đầu nè. Để mở anh em cái này. Mở anh em nha. Ủa cá trứng không anh em ơi. Để làm thử khúc này coi. Ủa. Ủa đã ngáo gì á. Cá bà nội mày. Đó. Này phải chiên gì là vừa nè. Không muốn dọn mà chiên thở đắng nó mất cái vị. Ăn ngon tốt quá anh em ơi. Ăn trứng anh em ơi. Ngáo gì nội cũng thôi hoài trời. Thôi quay chỗ khác. Thôi quay chỗ khác chỗ ăn uống. Cho mày gõ luôn, cho mày gõ nè. Mày nó đi. Rồi đây, chỗ đâu ngang luôn á trời. Rồi đây, ngang lại. Ngang lại sao lại tới cái bạn á. Đấy đâu, đó là bọn, đó là. Mày ăn nha mày. Trời ơi trời. Ui, ăn mày. Trời. Cậu quá vượt kìa. Từ từ, thôi bóp lại. Rồi. Rồi. Ngoan nha con. Thấy ăn là tao thương. Tao thương lắm. Thấy ăn là tao thương luôn. Ngủ đây. Ơi trời giỡn nó trời. Đang ăn giỡn nó trời. À. Vậy gì bạn. Ý vậy gì. Bạn em nha. Gửi ra tiếng này. Chó nó bụng kìa kìa. Mày xuống rồi, mày xuống rồi, tao không có không sao, bụng kìa không. Chó kìa kìa. Chó xuống kìa. Dập. Đấy. Đó. Rồi thả đi chạy. Từ từ đi chứ. Thả đi chạy. Từ từ thả. Nè con. Trời ơi, tôi nghiệp cho cái đầu. Cái đầu ơi. Cái đầu. Giữ ngồi, thả nó chạy. Đó. Đây. Cậu đảo quá. Sửa con. Chó con nhà ta làm sao? Sửa sao? Hả? À, ăn cơm không? Cháu biết ăn cơm. Bà cháu ăn xương thôi, cháu ăn cơm. Quên. Rồi, lỡ nha. Cho cháu miếng nước mắm đi. Trời ơi, cháu ăn nước mắm luôn trời. Uống nước mắm rồi. Cho cháu miếng nước mắm đi. Cái nóng người cho cháu biết nó nóng rồi. Quá làm chó mình hở quá. Chó mà đồ ăn quán là chó mình giữ nè. Chó này cắn trong bật lơ nè, chó nước ngoài nè. Rồi chó mà ngồi ngồi ăn như thế đó không?
Rửa qua. Nãy giờ tôi có giỡn với mấy ông đâu, mấy ông cho tôi chạy. Rửa đi, cho ông con này. Mày đá ông này đi, mày gạt giờ ông lớp dưới gàng chị. Rửa đi, giỡn mà. Rửa đi cho nguyên con. Rửa. Rửa em. Nói chứ, thả cho ăn mấy người trời. Cho miếng nè. Cho miếng á, mày nói cho miếng hả? Có chai luôn hả không? Hả, không chắc nói. Là nhá tả. Trời ơi, chó mà ăn mặn quá, chó mà ăn mặn nữa. Này Sơn nè. Nè. Nói đi nè, tăng ăn xong rồi được. Nè. Chờ tháo rồi cho ăn đi trời. Rồi. Nó ăn rồi, miếng đòi hoài nó bu quá. Ăn mà miếng nó mỗi bữa hoài bây ơi. Thế mà hay là bây giờ thủ 3 tiếng này là tháo được căng. Không, mày ngồi vậy thủ vô đúng phải vậy nè. Đúng rồi, ngồi vậy mình thủ đi, 3 tiếng được căng. Chu ơi, chú ơi. Ồ, giống như chó chảo nè. Rồi, tao đi. Phá gì? Mấy ông à, nãy ông kêu tôi cười ấy ôm nó lại, ông tháo nó lại. Rồi tháo không? Phải xuống đây nữa kìa. Rồi, để thôi, chó ngoài nè. Đâu chết thì còn giỡn nữa. Mày nói người tao đéo nào. Đúng đó. Đúng đó. Đúng đó. Đúng chứ. Thôi, ngoan. Ôi đẹp trai. Ôi, chó dễ thương ghê. Nói ăn nha. Thầy à, nó giết cậu cũng chết vậy đó. Trời đất ăn đi con. Dơ mẹ lỗ ăn vậy. Không phải tao giảng cái dạng cơm mà giảng gì? Bị gì la vậy? Tại sao? Chứ không thì tao coi mấy thầy ổng ăn hết cũng được nữa. Chứ không cho ông với nó ăn hết cũng được, tại vì cái này nó thèm cá này nè. Trời ơi, thôi thầy em ăn đi. Nhưng mà thèm mà sáng mới mua nè, mua. Em ăn đi. Tại thèm mấy cái này nè. Anh em ơi, mà nha. Nói chung là lỡ đi chơi thì chẹo thôi chứ sao giờ. Ăn nó nhiều quá. Trời ơi, được. Ăn đi, nó nhiều quá. Ồ, đứng rồi. Nhiều bia gốc trứng cho anh em nha. Chờ ở nhà cắt. Trứng quá trứng rồi. Đây miếng trứng gà cho hai trứng gà cả. Ba trứng lớp bơi ngon. Ừ. Quên. Trời ơi trứng kìa. Nè anh em ơi. Ba anh em nha. Bịt ở bộ. Béo. Chờ cảm thấy thế nào? Cái bột ghê luôn. Bây giờ chú khổ thiệt nha. Tôi cảm thấy làm chó như thế nào bốn chân á, người tôi chủ thấy khổ không? Đâu có gì đâu, thấy không? Thấy chứ nè. Thấy chó ông nhỉ nhà không có làm gì, không có làm việc gì đâu. À vậy hả? Để. Vì nó muốn làm chó. Nhiều cái này, nhiều cái này tôi thả ra chi phải không? Trời ơi, đói quá. Chấm miếng rồi. Rồi trứng nè. Trứng nè, anh em. À, nó không có gai đúng là chung chung một bài này trứng nè sao rồi không trứng này để cũng cả ngàn con á bé cái gì đầm đi nhiều quá để nhiều luôn rồi. Ngon nó chấm dở quá dở không có đại để cho mày đằng cái mũi qua quá hồi nãy giờ mày quay mày thấy ăn gì mày sao rồi sang nãy muốn bỏ nó quay chứ quay ăn luôn á. Hẹn mà vừa quay mà vừa liếm miệng. Biết nãy gặp tao nhưng chú tôi không có thả ăn chảo ra cho ngồi ăn hết luôn. Nãy giờ có ba chén nhiêu nhiều. Ai bạn cá với tờ cái gì hấu gần hết mà chơi gà không không hết nhìn hả coi cá mà. Ăn cá. Dạ. Yeah, ăn cá vậy. Mà tao không có gà. Ờ trứng nè. Trứng nè anh em. Nãy giờ mà hỏi mày mở bên ra rồi tôi bật vào lỗ tới qua cho. Dạ nè quay nó nướng chưa không ok cà lao không đó chắc là đây cũng hết là xong anh em ơi chắc clip anh em có mình đến đây cũng kết thúc nha anh em yêu quý anh em mình nhớ đăng ký bấm chuông và like chia sẻ cho anh em mình nha còn bây giờ thì bye bye anh em hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.